Hello. Đâu. Hello khách sì. Hello mấy cô. Thì anh đi đâu đây? Thì anh đi đâu? Nãy là Lê Anh được đi Thái Lan nha mấy cô. Bữa nay mới được gọi là đi ăn Tết nè. Bữa nay mới là đi ăn Tết nè. Bộ số này vắng vô chồng. Đây là sân bay Thái Lan. Bữa nay hơi vắng. Cái đoạn này có mỗi máy bay của mình. Hay Lê Anh được đi ăn Tết nè mấy cô ơi. Đi ăn Tết Thái Lan nè. Đi du lịch nè, thấy đã không? Đi con, đây có bà ngoại với bà Xuyến đi luôn. Này nè. Trời ơi, có ổng kìa. Đi anh ơi. Dạ, bữa nay được đi tại sân bay mới nha. Rồi, để cho người ta ra chứ. Người ta ra bên kia. Mình vô bên đây. Đây là tàu điện. Mình vô đi tàu nè. Tàu nha. Ngáp và buồn ngủ quá hả? Lên máy bay ngủ một giấc đã rồi. Vô. Thầy có ghế đây ngồi xuống. Mày ngồi đi. Này Thái Lan có sân bay mới rồi. Mới thì sao đi tàu. Không ngồi ở đây. Hả cô đi, hả cô. Hả cô. Quen không? Vàng có quen không? Hả cô. Hả. Vàng có quen không nè. Hả cô đi. Từ trong bên tay nhất đi ra cho. Nghe kêu mai mốt lên quốc tế giờ về Long Thành nó không muốn đi du lịch luôn. Nào đi xuống dưới xe. Thì không biết là nó giữ cái sân bay tôi không biết để làm gì ta. Hay là nó chia cho... hay nó chia cho ai ở lần đó thì đi lần đó. Khi đi đi Vietjet hay hoặc là Việt Nam hay là. Rồi. Nó xây một lần bốn lên luôn. Mặc sủ vậy lên. Cái xe đẩy bị người ta lấy mất tiêu rồi. Ôm đã rồi, Lê Anh ơi.
Cái này cho ba cộng ôm đỡ luôn. Bắt đầu nhập cảnh thôi. Nhìn nhô. À mẹ coi. À. Lê Hình. Giỏi. À mẹ. À mẹ. Lì quá. Đây nè, chồng vậy là sân bay này, phía này sân bay mới rồi. Đi ra tới nơi luôn nè. Ừ. Nhưng mà đường này hơi vòng vèo. Đây là tới Thái Lan. Bữa nay ba chồng dẫn mấy mẹ con đi ăn Tết đúng không? À, bữa nay mới được ăn Tết đúng không? Hello. Đã có xe đẩy rồi. Hai cái bạc xíu như mẹ thương luôn. Rủ mẹ tính rồi, mẹ tính đi cũng được rồi, mẹ tính chưa có bách bo nữa. Giờ mình sẽ đi mua sim nha mọi người. Ai hết đi chồng. Yeah, đã lên xe rồi. Nhà gia đình đi hẳn một chiếc xe limousine. Ghế rất là đẹp. Đây, không muốn công chờ đợi. Tài xế bên tay phải mẹ. Cho mình anh. Mình bên tay trái. Xe đẹp quá nè mọi người. Lê Anh đâu rồi? Ở đây. Ê. Đây đã tới khách sạn rồi. Quy Ma đâu rồi ta? Quy Ma chưa qua à? Đây là khách sạn cho mở đây. Santa Boy. Đi anh mệt không? Đây, 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 coi kìa. Chú Quy Ma đâu đây anh? À, đi vô mẹ check in, vô check in. Thì mẹ quay đi. Quay đi con trai, đừng quên tụi mẹ ơi. Đây, đã tới khách sạn rồi. Đi anh vô trong ngồi cho mát đi. Mẹ chăm đi check in. Đây, lần nào qua đây cũng ở khách sạn này nha mọi người, cực kỳ sạch luôn. Center Boy nha, Center Boy chiêu đâm nha. Giờ này Quy Ma còn chưa qua nữa. Đây rất đẹp luôn. Rồi nhận này mẹ, tại vì chăm thuê cái phòng này là phòng gia đình, khi mình tới là sẽ được mời uống nước. Mệt không bà Xuyến? Bà Xuyến mệt không? Lần đầu tiên bà Xuyến được xuất ngoại. Lần đầu tiên được đi Thái Lan. Mẹ thương với mẹ, với bà Xuyến là lần đầu tiên đi nước ngoài. Đây, mình đã gặp Quy Ma rồi. Đi trễ. Ở Thái Lan làm gì đi trễ? Nè, nói chuyện với chị rồi. For this booking, so they have two booking, separate booking. The first one from today until 11, they stay in the room, two bedroom suite. And for the next booking from 11 until 14, they have to share the room to another room, this two family suite room. Từ ngày 14 là chuyển sang một cái phòng. Đúng rồi, rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai cái booking riêng. Đúng rồi. Đây. Làm gì đi đâu cái vậy? Cái nồi cơm người ta gửi lộn chỗ mà đi lấy chờ nó mở cửa. Bữa nay chủ nước bảy nó đóng. Dạ chưa lấy được hả? Lấy được kìa. Ồ, oh, ghê ghê. Nè, đồ quá trời đồ nè Quy Ma. Thấy không? Mẹ. Bữa nay có thằng sắc hơn rồi đó.
mua ly cà phê cho anh chồng. Đâu, rồi sao nó đổ tùm lum vậy? Nguy ma vừa tới nè, đổ, chồng ơi, qua đây, qua ly cà phê. Đổ xịt trơn rồi kìa ơi. Ý, đổ nền nhà của người ta rồi kìa. Đây, lực lượng nè, mẹ Tương nè, bà Xuyến nè. Đường thì không biết, tiếng thì không, địa chỉ khách sạn cũng không biết. Mà đi trước. Đây. Hello. Ủa, cái máy là gì mà đông dữ vậy? Đâu có ăn nói đâu rồi. Đây, cái quán đây là cái quán Thái mà nhà Trâm mỗi lần qua đều đi ăn, tại vì rất là ngon. Đó là đồ Thái thôi, bây giờ này mới 3 giờ chiều mà đông như thế này. Chứ là không có chỗ ngồi đâu, phải chờ. Ê, quay, quay, quay xa ma. Quay xa ma. Ôi chà, cười, mấy cô coi vậy chà. Ôi chà. Lê Hình ơi. Ở đây Hình, cho. Đi, quay vô lấy đi. Quán này mọi người qua Thái ăn ngon lắm nha mọi người. Đây. Cốc cao, cốc la. Để quay mà lấy số. Có chưa? Trời, cây qua đây ngồi luôn đi, cây mọi người qua đây. Đây, cho mọi người coi nè, món ăn nè. Rất ngon nha mấy chị ơi, mấy chị đi qua Thái nhớ qua bên Siam. Siam Paragon á. Xong rồi mình vô cái quán mà cơm khao, cơm la nè. Ừ, tao đọc vậy đó, kể đi. Wow. Nhiều đồ ăn ngon lắm. Giống. Nè bây giờ tụi mình vô ăn nha cả nhà ơi. Đây bàn của mình nè nha cả nhà, 5 người ngồi giữa ánh đèn. Ừ, quay Huy Mai quay dở lắm cả nhà ơi. Lia tầm lâm, Huy Ma lia nhanh lắm. Cái bàn hôm bữa phải không? Không, bàn bữa qua bàn bên đây nè. Đợt trước mà chưa có up được. Ok. Đông người mà đi bàn này là ok rồi. Ừ. À, để mẹ ngồi đây với bà chú. Leon đang ăn cháo nha cả nhà ơi. Mẹ thương. Mẹ thương. Em mới đi máy bay nhưng mà đi chơi rất là vui. Để ra đổ xuống áo em. Rồi bây giờ menu kêu đồ ăn. Rồi cho đói quá rồi cả nhà ơi. Ờ đó. Ăn từ 9 giờ sáng tới giờ 8 giờ sáng tới giờ. Cam tròn ngon nè. Đi ra ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Sáng ăn sáng. Bà Xuyến với mẹ Tương quốc mỗi người tô phở 260.000. Mặt mày xanh lè luôn. 4 người hết 1.3 triệu. Chết cha trời. Ăn sáng rồi đó. Mẹ sao ở bên Thái nha, không có mắc như vậy nha. Ở bên Thái sân bay không có mắc như vậy. Để ngoài bớt cho chồng. Nhưng mà mình ở đâu thì mình chịu trội như vậy thôi. Nếu mà mình không có điều kiện thì mình ăn trước ở nhà. Nhưng mà nhiều khi ra sân bay người ta thích ăn vậy á. Mình thích cái cảm giác ngồi ăn rồi vậy đó. Huy Ma ăn gì nè? Trâm ăn gì để cho ở bên Huy ăn, là Huy ăn hoài. Trâm lựa Trâm. Mấy món bữa cũng ngon đó hả? Dạ. Gà. Gà, cái gà lá dứa. Ừ. Cá ngon nè. Một con này, một con gà. Nắm pa.
cái món gì chua chua như bữa không? Nước lạnh hay là nước bình thường? Nước bình thường. À, không có lạnh hả cô? Để cho anh nước rau má, rau má kêu sầu phải không? Cái đó là chè xanh đó. Họ năm bao. Món gì chồng? Họ năm bao, đừng cuột con nữa. À, ăn cái bạc thái. Bạc thái là nặng chanh lên nó chua chua. Bạc thái nó nặng đau quay. Bạc thái nè, bên đây nè, mới qua đó. Đây nè. Ok. Bạc thái rất ngon, kêu đi đâu quay. À, vậy là kêu. Kêu ha. Anh nói anh đem nước mà. Cho nó chơi đúng không? La anh ăn giỏi kìa luôn á. Yes me. Đi chơi không có khóc mọi người ơi. Ngon lắm. Ghê chờ, nó tiếng Anh ghê chờ. Yes me. Tăng rồi. One. Yeah, bạc thái. Rồi vậy nữa quý mẹ chồng ăn gì? Hồi nãy nói ghê. Bà chồng tôi nói tiếng Anh nè. Gà này gà phải không? Quay quay lại. Gà la ghiêu á, đúng rồi. Hồi bữa mình ăn á. Cúc cúc cúc. Cúc cúc nó ra còn chim cúc nữa. Trứng hồi nãy có thấy trứng nè. Trứng lòng đào á ngon. Ừ, quá quá. Ừ. Trứng lòng đào chiên. Một con đi rồi cả. Ừ. Con không? Từ coi thử sơ qua hết tổng thử nó có cái gì đã mình kêu. Nhiều món mà. Khay, khay nừng nữa hấp. Ờ, trời khắp. Bạch thái này kêu rồi. Bạch thái chua kêu, kêu chua. Kêu bạch thái không? Không, kêu có tôm. Bạch thái nừng thì... Rồi, rồi, rồi. Dục rồi. Dục luôn rồi mẹ ơi. Em đi con này đi. Ờ, cá rồi. Đi con này nè. Miếng cơm đây cho 4 người, ăn 5 người lận. Quan. Ừ. Có gì kìa? Ừ. Quan. Người ta hỏi ăn cay không? Cay, cay. Hay là vừa? À. Rồi bạch thái rồi. Ăn con cá chiên không? Cá con có kêu rồi cho em kia rồi. Cái này ngon nè. Cái kia cái lẩu gì mà chua chua á. Lẩu tôm dăm. Đây. Ờ, à, cái này hồi bữa mình ăn ngoài chợ Chinatown. Với lại cái này là sôm tâm. Sôm tâm lấy loại nào? Sôm tâm lấy loại này. Ừ, sôm tâm. Ừ. Với lại cái tôm dăm nữa là được rồi. Ờ, à, tôm dăm. Chai cá. Mì súp tâm dăm đấy cấp. Này cái con này. Này cái cá. Nó tâm dăm, tâm dăm kia. Nước có nước hấp chua chua đó. Vậy đây này, một cái này đúng không? Ừ. Nước hấp okay. Chua chua. Cá nè, cái con này. Cá nè, có con kia nè. Đây là chả cá hả? Cái này hả, là hình như là khoai môn hay sao á, Trâm ơi. E1 nè. Deep fried taro with okay, okay. Khoai môn nước, chiếc. Nước. Nước nám tàu. Hơi kêu nước lọc hết. Ừ, nám tàu. Nám tàu xì cuột. Anh kêu matcha. Nước lọc đây rồi, nếu mình ăn tráng miệng. Ờ. Matcha mì mày khắp. Chà kiểu mì mày khắp. Matcha. Nưng. Ok là khắp. Xì cuột nám. Nám tàu. Kêu cho nước xuống liền nha. Hả, xì kêu. Luôn nắm bao ạ. Con kêu rồi, dạ. Dạ, dạ, dạ. Đi xuống đi. Đồ ăn đã ra rồi nè cả nhà. Trời, mời cả nhà, mẹ. Mời cả nhà nè, tốt. Này là gà. Lá gì? Để dứa hơi quỳ mà. Mời cả nhà nha. Dạ. Leon đang coi phim nha cả nhà. À, cái nhạc này là bị bản quyền không? Đây, lá dứa làm giòn nè cả nhà ơi. Ăn vui rồi. Dạ. Thì mình có ăn lá dứa không? Không, ăn lá dứa là không được nha cả nhà. Cả nhà mở ra vậy nè đó. Xong ở trong là có miếng gà rất là thơm nha. Và người ta đã ngâm gia vị á. Cho nên là không có chấm gì thêm đâu. Nhưng mà vẫn có nước chấm chua ngọt nha cả nhà. Mời cả nhà. Anh đi quay. Đang ăn rồi. Đây là tôm tái. Tôm sú tái nhưng mà này hơi cay nha. Này não làm ngon lắm. Có ai thích ăn xôi thì kêu nha. Thái Lan xôi ngon lắm á. À, đúng
kêu xôi cho cô Thương ăn hơn. Ăn à. Mẹ chấm lên bậy rồi. Chấm gì? Cái này cái nước tốt nó có rồi thì mày chấm đi nữa. Cái này là cô đây. Em đang ăn. Ăn đi coi cháu ơi. Dạ cháu đang ăn nè cô. Ở đây là xôi ngon à. Nè, súp ra nè cả nhà ơi. Tặng ní nữa hả? Ok nè hả? Khó khao níu sám ăn nè. Khao níu? Chai cơ. Sám. Chai cơ. Đây, tôm dùm rất là ngon nha cả nhà. Có chưa có cơm ra hả? Là đồ ăn giặt không à, cơm có kêu rồi mà chưa ra. Nè, à, có cơm cơm nè. Vậy mà hơi kêu ra xong, mày không cờ lỗ cơm. Hồi nãy có kêu cơm rồi. Ờ, thay đâu. Ờ. Xíu rồi, xíu rồi, xíu rồi. Chờ cô chẳng ăn rồi. Cái xe này thấy không? Ờ, ok. Đa mấy khắp. Đa mấy khắp. Mày mới lại ơi. Dạ. Mẹ em ăn nè, anh cứ ăn bình thường đi. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Xe bé to quá. Cái xe đó nó chắc. Nó to mà nó chắc lắm. Quy ăn gà chưa? Ăn rồi. Tôm sống nè cả nhà. Qua ông qua ông qua. Ông coi đi. Không có điện thoại mà cái bà cổng nhăn như khỉ vậy đó. Ừ. Câu mày lại. Nhưng mà không có khóc gì hết cả nha. Leon đi chơi dễ chịu lắm. Lên dễ chịu. Ừ. Đi chơi là không có khóc. Lên máy bay ngủ một bát một. Tới nơi xuống đi chơi cười gật 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 gật. Dạ. Dạ. Nên là đi chơi mà dạy khỏe lắm. Chậm bía. Chậm bía. Trứng nè cả nha. À. Đi cùng cùng đi chuyến máy bay mà có hai lần nhỏ kia lúc bây giờ sân bay cồ nó khóc chị bằng tuổi lê hành luôn cùng ngày luôn nguyên chuyến bay luôn à, nó đi các chuyến bay nhưng mà nghĩ là nó đi vô chiếc yên cùng á cậu quận nó la di mà nó la một đứa thì chạy quậy một đứa thì khóc la ấm xùm ở sân bay để cùng ngày với lê hành luôn à. Không có gì cho con cầm hết trơn á. Quý này nha, đó, có bắp chuối, có một chút rau má, một chút xoài và đậu phộng nè và bạch thái xào lên cùng với sốt nước me, đó và đậu hũ nha cả nha. Cay quá. Hồi nãy không ai biết kêu là ít cay thôi ha. Hồi nãy anh Trọng nói cay, người mình nói cay á. Cái này cay nó mới ngon. Hít ha, hít ha. Uống nước vô cho nó. Dạ dạ. Muốn ăn gì hít nó ngon. Xôi mềm quá ha. Đang nhìn mấy cái con vịt trên đầu đang coi tivi
Sao tự nhiên no vậy con? Buổi sáng là biết ăn. Giờ mà sáng gì nữa? Đây món cuối nè cả nhà. Ngon lắm đi rồi. Ngon quá. Rồi, chào tạm biệt cả nhà tại đây.